sư nói hoài, sư nói nhiều người có khi là họ giận sư, tại vì họ không có hiểu sư. Cái chuyện mà quý vị ăn uống nó chỉ là cái thói quen thôi. Quý vị muốn ăn rau củ thì đó là chuyện quý vị. Quý vị muốn ăn thịt thì đó là chuyện của quý vị. Cái chuyện ăn uống nó chỉ là thói quen thôi, nó không giúp cho quý vị phát triển trí tuệ được. Nha. Nó không giúp quý vị phát triển chánh kiến được. Nó không giúp quý vị phát triển tâm từ được. Nó không giúp quý vị đè nén những cái phiền não được. Nó không giúp quý vị giải quyết cái tâm tham được. Nó không giúp quý vị giải quyết tâm sân được. Nó không giúp quý vị bỏ đi cái tâm si, tức là cái tà kiến được. Và nó không giúp quý vị đi ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi. Bởi vì ăn uống nó chỉ là cái thói quen thôi. Chúng ta muốn cái chánh kiến thì phải học những lời dạy của Thế Tôn để biết cái gì nên làm và không nên làm. Muốn giải quyết cái tâm sân thì phát triển tâm từ. Muốn giải quyết tâm tham thì phát triển cái sự ly dục. Đấy, chứ còn bản thân chuyện ăn uống không giúp gì, nó chỉ là thói quen ăn uống thôi. Ha. Bằng chứng là Hitler cũng ăn chay đó. Và trong trường hợp là những vị này thì cũng chủ trương ăn chay đó. Sư thì sư không có bài xích, sư không có hiềm khích, sư không có gọi là cái phân biệt chủng tộc. Không có phân biệt chủng tộc, nhưng mà chính những con người như vậy khiến cho người ta phải nghĩ lại cái tác dụng thật sự của cái việc ăn chay đó, nó có tác dụng hay không. Đấy. Chứ sư bây giờ thì sư cũng tranh thủ ăn nhiều rau củ ha, tại vì biết rau củ nó tốt cho sức khỏe, sư không xong có bài xích gì chuyện này. Nhưng mà cái ăn thì nó vào bụng, nhưng mà cái vào đầu của mình ấy nó là thứ khác.